Nha, hôm nay mình thấy cái cây dưa muskmelon của mình mà chị bạn mình cho mình hôm đợt đó, nó bị làm như là nó tới thời kỳ nó nói mình là phải hái nó đi rồi nè. Nhìn cái lá nó không rũ rượi nè, cả nhà thấy không? Đó. Đó. Thôi giờ mình cắt mấy cái trái dưa đi vô thôi cả nhà anh ha. Đi vô ăn thử xem là nó có ngon không ha. Nếu mà ngon sang năm mình trồng tiếp ha. Để ông xã mình giúp mình quay nè. À, ông xã giúp 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 hẹp hẹp thank you à. Một khẩu á, một khẩu xem không biết có cách cắt thôi cắt thôi à, không biết là mùi vị của cái trái này như thế nào đây nè. Đã hơn cả nhà à, mình được 5 trái And what do you call these? à, she says a muskmelon. It's a Minnesota midget À, Minnesota. muskmelon. Oh, The type is a Minnesota midget. Midget means small. It's small. Oh, okay. Mình được 5 trái mình thu hoạch luôn. Mình thấy cái cây nó rũ rượi rồi, chắc là nó cũng không có sống được, thôi mình cắt vô luôn. 5 trái. Đó. 5 trái dưa. Bây giờ mình đi qua thu hoạch cà chua tiếp hen cả nhà. Ok, go. Đi hái trái cà chua thôi ha cả nhà. Hôm nay mình có ông xã mình giúp mình quay phim rồi, mình tha hồ mình hái luôn. Tha bà lại đi. Hả Tâm? Just should be a little redder, but it's all right. There's one further and Nó bị vàng hết lá rồi cả nhà ơi. Đi. Mình hái vô mình để chừng 3 ngày ở trong nó chín là mình sẽ làm sốt cà chua thôi. now. Hả? For that. You see this one laying on the ground? À. Now that's a red, ripe tomato. These others aren't quite ripe yet. Okay, so get one let it ripe, right? When we're out of sunshine, Like when that. it starts to cool down, À. that's enough. Now, Not that. well, No. you want it red as you can get it. Okay. So. The better flavor when they're on the vine, Ông xã mình kêu để ripen cho nó on the chín vine. chút nữa thì nó sẽ ngon hơn. Thôi mình để đây đi ha. Để coi trái này chín thì mình hái. They're close. Hai bà đã. Yeah, Úp. it fell off. Okay. Hai bà đã. Big one. Okay. Ok. Hai There. trái này. Đó. Ông xã mình kêu mấy cái trái They chín could chín probably chín để stand hái beyond here a little bit longer. There's one on that last. đi. Big one. No. Big one. What's that one in the back there? In the back. On the other plant. Oh. Oh yeah, it's the red one, yeah. And this will help the others get more energy about Okay. up. Up. Yeah. Big one? No. No. All right. There. More. There's one in there that's real red. See? One? No. In the middle. In the middle. In the In the middle. middle, up, in the middle, right Right there. Yep. See that? See? And it's Yeah. There's one right there. It's pretty red. In there. Right Is it? there. Yep. Yeah. Ông xã mình không cho hái See mấy cái that? trái hùm hùm. Ông xã mình thích những cái trái giống vậy nè. Looks Rồi good. Looks được good. hết. Yeah. Ông xã mình kêu để cho nó chín một chút nữa. Hả? Úp. It crack like that. Why it crack like that? I'm not 100% sure, but it needs to come off. Cả nhà ơi, sao mà cà chua nó nứt giống vậy hả cả nhà? I Mình can't không biết. remember why they do that, but they. Mình không biết lý do tại sao mà tự nhiên I nó don't nứt know if giống they vậy get đó. stretch marks. They grow, like when you have baby, they À. grow too big too fast. I don't know. À, I don't know. I don't know chưa. Nah.
Okay, that's good. That's good. Trái này dễ thương quá hả? See the very backs of them, they're not going to be red. How about that? How about sure, that? Yeah. Just the longer you can leave them on the vine, the more flavor they have. Someone eat them, eh? Look. Yeah, that's why you keep these ones off the bottom. Cho nó để đây đi, cho nó vô nó ăn, nó đừng phá cái khác của mình. They got robbers. There's one in the back there and down, yeah. I'm looking down. Down. Yeah, right there. Down. It's all right. We're getting toward the end of our hot season. So. Chuẩn bị hết trong mùa hè rồi cả nhà ơi, chuẩn bị qua mùa thu rồi. Mùa thu là lá. Okay. Don't get crazy now. Supposed to be good for good weather for the next few days. Okay. That's a red one in here. Huh? That's because you didn't see it. That's why it's nice and red. Okay, leave those. Take that one on the end there. There you go, right there. Ooh. We're not going to talk about that. How about that? Okay. All right. Eat two over here. Okay. This one back in there. Okay. Back in there. Wow. Yeah. Hey. Được một mớ rồi này cả nhà. And this plant here is loaded. My God, I hope these all come. Wow. That's a beauty. What kind of plant was this? This is a really nice plant. Let me see. There's a tag laying down here somewhere. I marked the name. I think maybe that's AC55 something. I'll find it. Maybe the big step. Oh, that's a nice one. Huh? Yeah. Ooh, how about that? No. Yeah, not yet. How about that? Yeah. Wow. Nice. I mean. Nice. Wow. What do you think? I think that's okay. All right. It's up to you. I'm doubting now. Look at this plant. Look at this thing. It's it's absolutely loaded. Wow, ông xã mà nói là cái cây này nhiều trái quá nè. Loaded. Sao mà nó nhiều quá ha? Nhưng mà không biết là có kịp để mà mình I don't know, it can and before the winter. We still have some more weather yet. Chuẩn bị tới mùa lạnh rồi. Ui, wait for down here. Yeah, that's how you're gonna have to tie that up. It was probably laying up here and couldn't handle the weight. There you go. There you go. Good job. More around, so my friend old tomato eaten. Oh, these things are loaded. Look at all these tomatoes. Cả nhà nhìn xem, cái cây cà chua của mình bắt đầu nó chín thiệt là đã luôn ha cả nhà. Đó. This is what we call a banner year. What is me? A banner year. Big crop. Big crop. Banner year. Banner year. It's old and it turned the leaf. It's okay. Nó chuyển màu cái lá nó vàng khè hết rồi cả nhà ơi. We had a few cold nights. Cold nights. Nó lạnh mấy ngày cái tự nhiên cái nó bị vàng hết lá luôn. Đó. Ui cái cây này. Wow, I like that. I think this gonna pick. Okay. Yeah. Look. Yeah, okay. Inside. Can you take those two on the bottom then before the chipmunks get them? Yeah. The cái con. This one right down there. Over here. Right there. Cái
cái con sóc á, nó hư lắm. Ui, nó hư lắm luôn á, nó vô nó hả, à, cắn 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 hết mấy cái trái của mình đây à. I want to try one. Go ahead. It's pretty good. Needs to sit squid. On the counter. Needs squid. To sit on the counter and get a little riper. It's a little sweet. Yeah. And not sour. Sweet. A lot of meat inside. That's what they're good for, tomato sauce. Okay. Cái trái này cả nhà, nó chín thêm một tí xíu nữa rất là ngọt luôn. Mà rất là nhiều thịt. Mà nó ít hột ở đằng trong nè. Rất là thích hợp cho để mình làm cái sốt cà chua. Cái loại có tên là Roma. Ready? Roma. Yes. Không có chua. Ngọt. They're best right off the vine. No, very good. They're best right off the vine with a little thing of salt. And just sprinkle a little salt on there. It brings that flavor out. Oh yeah, I had a hot salt inside. Salt. It's hot. Just salt. I cannot say that word. No. Just a little salt over there. It bring the flavor right out. No. Okay. Ooh. Right, come here. Okay. End of season harvest. Mình thử là cái trái này nè, trái dưa nãy mình hái nãy đó, xem là có nó ngọt không ha. Ui, ở trong nó màu vàng nè. Trong nó màu vàng. Mổ ra thử xem. Nhìn giống dưa lưới quá. Màu vàng đã hơn cả nhà. Để lấy cái muỗng, lấy cái hột ra. Không biết cái hột it's này đã. Cantaloupe. That's a cantaloupe. That's seed? Those are the seeds. They gonna grow or not? I don't know. Scoop them out and dry them. Mình thử để lại cái hột này coi ha cả nhà. Không biết là nó có mọc không ha. Móc cái này ra xem. Móc cái này ra nè. They can see what you're doing. Để cái hột lại. Oh, that's right. Huh? That's ripe, I can tell. The way that comes out of there. And you think it can ripe? That's ripe. Oh yeah, look at that. Wow. That's a cantaloupe. It's so sweet. Yeah, it's cantaloupe. Oh my god. Yeah, you can eat a cantaloupe. You can just eat that with a spoon if you want. Really? Thử. Yeah. Oh my. Ui, nó ngon lắm cả nhà ơi, nó ngọt liệm luôn. Ủa, sang năm mình phải trồng cái trái này mới được. It's so sweet. Yeah, it's good. In the store you can buy a cantaloupe. They're about twice that size. But why it's small? It tastes very same. Because it's a midget. Oh. Just the type. Nó rảnh nhỏ xíu à? I don't get too close to the rind. That's the rind. Oh, I just try. We call that the rind. I just try how good. Good, huh? Still close to the skin right here, but it's still very squeaky. Mình thử. Không cho ăn nữa. Mình thử xem là. Không ai đưa. I take that spoon, just spoon it out of there. Thử coi, ông xã kêu lấy cái muỗng.
Yeah. Ăn giống vậy. Pretty good. Nó ngọt liệm như đường luôn. Like sugar. Yeah. Now you know you can grow melons. But that is still not right. Just let it sit for a while. That nè. There won't be a lot in there, but. Nó chưa có chín cả nhà ơi, không biết ở trong nó ra làm sao. Mà ba trái này thì mình thấy nó chín rồi nè. Một trái này với trái này là mình thấy nó chín rồi, còn hai trái này thì mình thấy nó chưa có chín nhưng mà cái cây nó héo rồi. Đó. Mà nó ngọt liệm luôn. Wow. Sang năm là mình trồng cái này nữa nè. Nhưng mà I like the big ones the same but the big one next year I grow. But you can try. Huh? We can try. You buy those in the store called cantaloupe. Okay. It's just like that but bigger. Mm. Okay, it's bigger. A little more than twice that size. Mm. About like that. Okay. Wow, cái trái này trồng đi cả nhà ơi, ăn ngon lắm luôn á. Nó ngọt liệm à. Chỗ nào mà gần nắng nắng á, trồng nhà mình ở trên núi lạnh mà còn trồng được nè. Là chỗ nào mà các bạn mà ở gần chỗ mà nó có ấm áp nhiều á, chắc là trồng cái cây này rất là tuyệt vời luôn nè, nó ngọt liệm luôn. Cái loại này nè. Này giống như cái dưa lưới nè. Mẹ ông xã mình nói tên đó. Ngọt quá là ngọt. Chưa là lại cho con trai mình. Anh chàng vẫn ngủ chưa dậy hay hai chồng sáng sớm dậy rồi. Anh chàng uống nướng giờ này chưa dậy. À, chuẩn bị đi học rồi. Chuẩn bị đi học là 6 giờ là phải dậy. Còn bây giờ mùa hè vẫn chưa có tới ngày đi học quá là anh chàng ngủ nướng rồi. Mời cả nhà ăn dưa cùng với mình nha. Công nhận cái cảm giác mà vừa được hái xong cái được ăn thiệt là đã luôn cả nhà ơi. À. Beautiful day. Đó, hôm nay á, trời rất là đẹp nên quay cái cảnh núi lại cho cả nhà cùng xem nè. Thôi. Chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà các video sau nữa nha. Bye bye. Bye bye.